ăn gel tay và nói về những lưu ý khi mà sử dụng kem dưỡng trắng da nha. Thứ nhất là tùy cơ địa da và màu da mỗi người mà quyết định thời gian trắng nhé. Có người chỉ cần 2-3 tuần là màu da đã cải thiện một cách rõ rệt, có người thì phải 1-2 tháng. Thứ hai là tẩy tế bào chết là một bước đệm làm sáng bệnh da lây nhé, nhưng không có nghĩa là tẩy tế bào chết là đủ. Tốt nhất là tẩy tế bào chết kết hợp thoa kem dưỡng da và chống nắng bảo vệ da song song xịt khoáng, nha đam cấp ẩm để giúp da mau thấm kem, duy trì độ sáng và làm trắng mịn da. Thứ ba là vì người Việt mình là người thuộc dạng da vàng nên việc đổi thành màu da tông trắng không thể nào ngày 1, ngày 2 mà thay đổi được. Các bạn nên thoa kem đều đặn thì mới đạt được màu da như mong muốn nhé. Ngoài ra mùa lạnh hanh khô này thì không thể thiếu serum collagen để làm sáng màu mịn da, loại bỏ đám đen tàn nhang, cải thiện rạng rỡ làn da để cho làn da được luôn căng bóng. Chắc chắn làn da căng bóng thì không thể nào thiếu serum collagen rồi cả nhà ơi. Sản phẩm giúp cải thiện các khiếm khuyết về làm sáng làn da của bạn hơn bằng cách làm giảm các đốm nào, tăng cường kết cấu da và giúp da mềm mịn căng mướt hơn. Bên cạnh đó, để có da mặt hoàn hảo, trắng bóc và ra đường không cần make up rườm rà tốn thời gian, chỉ cần chăm chỉ 2 phút dưỡng kem phay thảo dược của Mina Beauty dưỡng da mặt chuyên sâu vào mỗi ngày thôi thì đảm bảo da sẽ trắng từ sâu bên trong và căng mịn màng và tự nhiên.